Báo cáo quý vị và anh Lân, là ngày hôm nay là 24 tháng 5 2019 thì chúng tôi vừa mới đánh giáp xong chiếc giường hoàng đế. Giường hoàng đế đặc biệt đây. Cái này là ván dày 2 phân và khuôn tranh mặt là 4 phân. Thành thì dày 5 phân và cái này là giá 43 triệu. Mỗi khi thành 4 phân, lần này tôi quyết định làm 5 phân cho đặc biệt. Vai nặng hơn bình thường rất nhiều. Chưa bao giờ làm cái vai dày 5 phân như này, hai người khiêng còn e cổ đấy. Vai là phân và mặt. Khuôn mặt là dày 4 phân, ván 2 phân. Hàng hết sức dày dặn luôn. 43 triệu một cái. Thật là xứng đáng. Đây đầu thấp. Và đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của đường Võ Đức Hiền. Như vậy chỉ trong vòng 5 ngày nữa là hàng sẽ xong. Có thể thậm chí có thể còn sớm hơn. Và đây là chiếc kệ tivi của một khách hàng anh ở Hưng Yên. Kệ tivi thì hôm nay cũng mới chuyển ra xưởng được. Lần này đánh cứ bình tĩnh. Đây, người mẫu tôi bê rất là khỏe. Lật đi. Và đây là hai chiếc kệ tivi dài 1m8. Hai chiếc kệ tivi gỗ đỏ, cái này là 17 triệu một chiếc. Ở đây chúng tôi đang đánh mấy chiếc sập thờ bằng gỗ vụ ở chân 22 đây và chân 20. Xoay cái ghế ra, cho cái ghế vào chỗ hỏng đây. Chuyến sau cho hết bàn thờ với cả bộ này ra. Để chuyến nữa ra đấy. Thưa quý vị, là đồ gỗ hiện nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và mời quý vị về tham quan mua sắm. Đây chiếc kệ tivi mà sắp chuyển đi Hưng Yên là cái này. Loại rất dày dặn bằng gỗ hương đá theo đúng yêu cầu khách hàng. Anh cũng đặt mấy tháng rồi, bây giờ mới làm xong. Thưa quý vị, liên lạc với hiện theo số điện thoại trên màn hình.